Vâng, quý xin chào tất cả quý bà con. Để bảo vệ hàng nghìn tỷ đồng của chúng ta với cây cà phê thì chúng ta có 4 cách để tiêu diệt con rầy trắng, rầy rệp sáp để bảo vệ cho hoa cà phê của chúng ta. Hiện nay là trái non thì hiện nay là nhiệt độ nóng cho nên là rất là nhiều cái rầy rệp phát triển, thì có 4 cách như thế này mọi người hãy làm và để bảo vệ cho cái chùm quả của chúng ta. Đây là quý phun nước nha, phun nước chứ không phải là ấy, nó phun thẳng vào đấy. Chúng ta phun như thế này, dùng nước là chúng ta sẽ thổi bay cái rầy này để bảo vệ cho trái non của chúng ta, dùng nước. Và cách thứ hai là nếu quý vị chưa tưới, quý vị hãy dùng cái vòi này có thể bắn xa bắn gần, chúng ta doa như thế này vào cây cà phê thì nó sẽ bay tất cả cái rầy và kết hợp chúng ta sẽ tưới luôn. Và cách thứ ba đó là chúng ta có thể dùng thuốc bảo vệ thực vật, nhưng nó vẫn ngày hôm nay có rất nhiều thuốc đã bị cấm trên thị trường cho nên là cái độ hiệu quả nó cũng không còn cao nữa. Vậy thì đó là ba cách. Còn cách thứ tư là quý vị hãy nhìn bên kia, hiện nay quý đang dùng đó là chúng ta đang tưới bét ở trên cao. Chúng ta tưới bét trên cao thì cái này là quý tưới được cả nhện đỏ, cả sầu riêng luôn, tưới cả sầu riêng cả cà phê thì nước nó lạnh á thì rầy nó sẽ chết. Chính vì vậy đây là 4 cách mọi người hãy áp dụng để bảo vệ hàng nghìn tỷ đồng của chúng ta. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Nếu mọi người thấy hay hãy giúp quý chia sẻ cái cách này đến với tất cả những bà con thân yêu của chúng ta. Chia sẻ cho quý một like, một chia sẻ và hãy đăng ký kênh YouTube. Xin chân thành cảm ơn.